Em có người chuyên về cổ chân đây rồi. Chuyên về cổ chân đây rồi. Phần cổ chân này khó quá. Trong đây còn còn phần vấn đáp các thứ. Dạ được được. Mấy phần cổ chân. Cổ chân và can thiệp. Nhờ phần can thiệp em rồi. Đây cái này bên này ngồi bên này. Bài báo cáo của tôi sẽ được chia làm 4 phần. Đánh giá mặt ngoài, mặt trong, mặt trước và mặt sau của cổ chân. Đầu tiên tôi sẽ nói về mặt ngoài của cổ chân, bao gồm có các cái dây chằng, các cái gân và mạc. Về mặt kỹ thuật thì bệnh nhân có thể là nằm ngửa hoặc là ngồi và gối gấp, có thể hơi xoay chân vào phía trong. Ở vùng cổ chân thì có các cái dây chằng kết nối các cái cấu trúc xương với nhau. Bao gồm có cái dây chằng chảy mắc trước, chảy mắc sau và dây chằng gót. Ở mặt trước của cái vùng cổ chân thì chúng ta có thể quan sát được cái dây chằng chảy mắc trước nằm ngang. Một cái bệnh nhân nam 21 tuổi vào viện vì một cái chấn thương cổ chân. Chúng ta có thể thấy các cái tổn thương của cái dây chằng chảy mắc trước khi so sánh với cái bên bình thường ở bên đối diện. Dây chằng mắc gót. Dây chằng này thì chúng ta phải để cái đầu giò nó hơi chếch một chút. Trên cộng từ chúng ta có thể quan sát được cái dây chằng này ở trên cái mặt phẳng colon. Ở trên cái siêu âm thì cái phần đầu gần của cái dây chằng mắc gót thì nó giảm âm. Còn cái phần đầu xa thì nó hơi tăng âm do có các cấu trúc sơ. Khi mà chúng ta làm cái biện pháp là gập cái cổ chân thì cái dây chằng nó sẽ căng ra và chúng ta có thể đánh giá tốt hơn cái hình thái của dây chằng. Một cái bệnh nhân bị chấn thương cổ chân trong đó một ngày. Đây là trường hợp của một cái rách hoàn toàn cái dây chằng chảy mắc gót. Để đánh giá cái dây chằng chảy mắc trước dưới thì cái đầu giò chúng ta hơi chếch xuống phía dưới, chếch lên trên. Thank you.
So sánh với cái bên lành thì chúng ta thấy là cái dây chằng này nó bị mất liên tục, gợi ý một cái tổn thương rách. Đối với các cái gân thì chúng ta có gân mắc dài và gân mắc ngắn. Hai cái gân này thì thường đi với nhau. Cái dây chằng mắc dài thì đi ở phía sau. Để đánh giá hai gân này, chúng ta để cái đầu giò theo hướng nằm ngang và vuông góc với cả hai gân. Trên hình chúng ta có thể thấy được cái hai cấu trúc gân thì nó giảm âm. Khi chúng ta cho cái đầu giò đi xuống phía dưới, để đánh giá cái gân mắc ngắn thì chúng ta sẽ đi ra mặt ngoài của cái bàn chân. Tại vị trí này thì ta hơi nghiêng đầu giò một chút. Một bệnh nhân nam 58 tuổi, chấn thương vùng cổ chân. Với tổn thương của cái gân mắc ngắn kèm theo là có ổ tụ dịch quanh gân. Ở trên hình ảnh siêu âm thì thấy một cái đường rách của cái gân mắc ngắn tạo thành hai dải khác nhau. Trong khi đó thì cái gân mắc dài thì vẫn còn bình thường. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có thể đánh giá các cái mạc mạc phía trên và mạc phía dưới. Không, bình thường. Để đánh giá cái mạc mắc phía trên thì chúng ta để cái đầu giò ở ngang phía bên ngoài, và cái mạc này thì nó có cái dạng dài mảnh trên siêu âm.
Đây là một cái ca lâm sàng minh họa do trường hợp là bị chật cái gân mác. Trên hình ảnh cộng từ chúng ta có thể thấy một cái hình ảnh chật của cái gân mác dài và gân mác ngắn. Trên siêu âm thì khi mà bệnh nhân gập cái cổ chân, chúng ta có thể thấy là cái gân mác dài và gân mác ngắn thì nó bị chật ra phía ngoài, giật chật ra. Và kèm theo đó là một cái tổn thương của cái mạc mắc trên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá các cái mặt trong của cổ chân. Ở mặt trong này thì bệnh nhân có thể là nằm ngửa hoặc là ngồi ở tư thế ngồi, gối ở tư thế gấp. Tức là để đánh giá cái gân của chảy sau ấy, thì chúng ta phải đưa cái đầu dò theo cái trục vuông góc với cả cái gân, thì sau đó thì theo cái chiều của cái gân ấy, đi từ cái đầu vào đến đầu ra của ống gót. Khi mà đưa cái đầu dò ra cái phía trước ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái cơ gấp. Ở cái chỗ này thì là chúng ta thường là nhìn thấy cái gân ở dưới một cái dạng
Tức là chúng ta có thể thấy được một cái trong những cái trường hợp mà có dịch thì chúng ta có thể nhìn thấy là có cái lớp dịch ở xung quanh, và khi có lớp dịch ấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái gân nó hơi tăng âm hơn. Ở phía sau của cái mắt cá trong ấy thì chúng ta có thể nhìn thấy cái gân gấp dài của ngón cái. Đặt cái đầu dò theo cái hướng nằm ngang ở phía sau của cái mắt cá trong ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái gân gấp dài của ngón cái. Cái gân này thì là đi dọc theo bám sát vào bờ của cái xương gót. Di chuyển cái đầu dò xuống phía dưới thì là chúng ta sẽ lần theo cái gân đó và thấy bám cái gân này luôn luôn bám sát với bờ của xương gót. Ở phía mà hai cái gân ấy, nó bắt chéo với nhau ấy, thì có thể gây ra cái hội chứng bắt chéo của hai cái gân gấp. Đấy, ở cái vị trí này ấy, thì là chúng ta có thể thấy được là hai cái gân nó gần như là chập vào với nhau. Cái cân gấp, cái cân của cái gân gấp. Để đánh giá cái ống gót ấy, thì chúng ta để cái đầu dò theo cái phương nằm ngang ở phía sau của cái mắt cá. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy các cái cấu trúc là gân, mạch máu, mạch chảy sau ấy, và nó nằm ở trong cái cân. Ở phía thấp hơn một chút thì là chúng ta sẽ thấy là cái dây thần kinh này chia ra làm hai nhánh. Ở cái vị trí này thì là chúng ta có thể nhìn thấy cái dấu hiệu mà chèn ép vào dây thần kinh trong những cái trường hợp mà có các cái tổn thương của xương ở trong cái ống gót. Ở đây chúng ta cũng phải rất là thận trọng, tức là không phải bằng cái dấu hiệu đấy mà chúng ta đánh giá là có sự chèn ép thần kinh. Cái nhánh của cái dây thần kinh mác sâu. Bệnh nhân thì là có thể là nằm ở cái tư thế nằm ngửa và cái cổ chân thì là vuông. Ở đây thì có ba cái gân, gân chảy trước, rồi gân duỗi ngón cái và gân duỗi chung các ngón chân, duỗi dài các ngón chân. Cơ chảy trước, gân chảy trước gọi là TA. Cái gân duỗi, gân duỗi trên và cái gân duỗi dưới. Và chỗ này thì còn có hai cái dây chằng chéo nữa. Đầu tiên thì là đặt cái đầu dò nằm ngang ở phía trước của cổ chân. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái cơ chảy trước và cái cơ duỗi dài. Ở phía trước thì là chúng ta nhìn thấy cái gân, cái cân, cái cân của cơ duỗi chung.
Ở đây chúng ta sẽ thấy được có cái cân nó nối giữa cái cơ duỗi dài ngón cái và cái cân duỗi chung các ngón chân. Thế còn động mạch chảy trước ấy thì là sẽ nhận định được rất là dễ trên siêu âm thôi. Ở bên cạnh đó thì là chúng ta sẽ nhìn thấy có cái dây thần kinh chảy trước. Ở cái khoang ở phía sau thì là chúng ta sẽ thấy có cái gân Arshin. Cái gân đây là cái gân rất là lớn và nó bám vào cái xương gót. À, để thăm khám thì bệnh nhân nằm ở tư thế nằm sấp và cái chân thì để ra ngoài bờ của bàn ấy. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh trên siêu âm cũng tựa như trên hình ảnh cộng hưởng từ thôi. Cái chiều dày của cái gân ấy thì cũng chỉ nằm vào khoảng độ 6mm ở cái điểm bám. Đây, có thể có những cái biến thể, tức là cái vùng bám này nó rộng, cho nên là trong cái điểm bám của gân ấy thì là cũng có thể có những cái có một chút dịch. Những cái biến thể của cái điểm bám gân này nó rộng và bên trong đó nó có thể có một cái nang dịch. Chúng ta có thể là nhìn thấy một cái vùng giảm âm ở trên siêu âm và bên trong đó có thể một chấm, một chút vôi hóa. Cái điểm này có thể nhìn thấy trên cái hình ảnh chuỗi xung T2 xóa mỡ. Đây là cái hình ảnh T2. Chúng ta nhìn thấy là có đứt gân Arshin. Trên siêu âm thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái hình ảnh tương tự như thế. Khá là rõ là không có cái sự liên tục của gân Arshin. Đầu gần ấy thì là rút ngắn lại và nó phình to lên. Khi mà nói đến cái gãy đứt gân Arshin, đứt hoàn toàn gân Arshin ấy thì là chúng ta phải nói đến là cái khoảng cách giữa cái gân, hai cái gân. Thế mà để nói chắc chắn là có cái sự đứt hoàn toàn ấy, thì là chúng ta sẽ cử động cái bàn chân và sẽ thấy rằng là cái đầu gần ấy nó không cử động cùng với cả cái đầu xa. Đấy, tóm lại thì là để mà chẩn đoán được thì thứ nhất là chúng ta phải đánh giá được cái giải phẫu bình thường. Và cái giải phẫu cổ chân là một cái vùng giải phẫu khá là phức tạp về giải phẫu. Nó cần phải có cái kỹ năng của cái người làm siêu âm. Xin cảm ơn các bạn.